thêm nữa. Cái món ăn Quỳnh vừa hay ưa thích. Nào Quỳnh vừa đây. Giờ chỉ hai rãi đi. Thôi. Đi. Đi. Giờ chỉ hai rãi đi. Đấy, hai bà cháu tôi vừa chưa ăn sáng giờ đi. Ra ngoài, ra cho nó đi. Đi hết xôi, hai bà cháu đi hết xôi. Hết xôi ăn sáng. Bữa nay nội của Khương vừa khỏe lại rồi. Khỏe lại. Nấu cơm nấu nước rồi ăn uống được bình thường lại rồi. Đúng mình. Nè coi bà nội Khương vừa nhảy một cái là lên bờ đê luôn nè. Đi. Đi lên bờ đê. Đây hả? Đi lên bờ đê đi. Hả? Đi lên bờ đê nó vui hơn. Chạy đi nè. Chạy đi nè. Này soi của nội Khương trồng đây. Khương vừa trồng. Đó, hỏi nó coi. Trồng sẵn thôi cháu về đứa nó ăn hai cái nội cái này ra nội. Ồ. Coi cái nào bự. Cái nào già? À biết, thôi tới đầu thì hái được thấy. Đá của gì cây xài đồ lon này về này già chứ nội. Tao có biết tới nào đâu, hái coi tới nào hái được hái nội hái tới nào kêu con hái chứ nó tới này không chừng được rồi được chưa này bự chán đây bự chán luôn hả cái này bự giờ bự hơn nè hay là mình ăn nửa trái mình nửa trái mình để trên đây đi. Mình cắt nửa trái mình ăn thôi còn nửa trái để bữa sau mình ăn mình đừng có lặt ra coi tới nào hái được hái tới này ra hái trái này ha con trái nội trái ha cái này, sao không cái này ngon hơn hả? Cái đó bự hơn một, cái đó chín hơn. Cái này chưa chín hơn à. Ủa cái xài nhỏ xíu mà có trái đã kìa. Để năm sáu trái rồi đó. Vậy hả? Hái trái đó đi, hái trái đó đi vô. Nó cầm ấy. Ăn ở dưới cây nó mới ngon chứ vô nó không ngon đâu. Đó. Ừ. Ở quê có cây cóc nữa nè quý vị nha. Cóc này thường thường cũng có trái mà nay không có trái. Cái này lột lên có còn mọng ngon mà cái miếng nửa miếng này nó cũng còn sống nữa nè quý vị vậy này đi nọ không đi trồng nó để nó chết uổng vậy có nửa miếng nè đây vô cho nội đi tới luôn cho nội khỏe vô đi trước đi mình cổng vô trước đi té nha. Đập bể ống nước của người ta đó. Bể ống nước người ta đền đó. Lên lên lại ăn đi. Lên ha. Có đu đủ nữa kìa. Kêu đủ ăn. Đủ ăn nào. Rồi nó ngồi đi con bữa nha. Mở lên ngồi đi. Cho mũi ăn, mượn cái áo chùi mũi coi. Gì đây à? Khăn hả? Mấy loại giọt nước thì rửa đó. Wow. Ôi nè, nước nhiều quá. Bữa nay về nhà một của Khương Dừa với lại bà nội của Khương Dừa khỏe rồi. Một bữa về bệnh đi nằm chạy đẩy. Thập tử nhất sinh. Mà bữa nay khỏe lại mình rồi, khỏe mạnh lại là mình ghê. Nội của Khương Dừa nay cũng khỏe rồi. Nay đi tới lui đồ bớt đau nhất rồi mà vẫn còn ăn uống luôn mình. Ông ơi. Không bỏ vỏ ăn. Ăn về luôn cho nó đừng có chua rồi. Để vỏ ăn hả? Ừ. Đây. Tiếp này. Ta trấn người xem. Rồi. Thôi tao ăn. Ăn miếng đi. Sao hả? Có thuốc hả? Không ăn. Sao hả? Ngõ. Ăn đi. Ăn quà. Sáng trưa ăn sáng luôn đó thấy cái xoài ngon quá ừ.
ngon. Ai răng thôi. Không có chua. Nào thử miếng đi, không có chua. Con gọt miếng thịt cho mày. Ăn miếng thịt nè. Vỏ ăn nhiều khi ăn được. Nè nó thử miếng đi. Ngọt ngay à? Ăn đi. Ngọt. Nè, bữa nè. Thấy không? 9 tuổi rồi mà ăn xoài cứng khừ cũng có gì vậy? Biết mình sống tới chừng đó mà mình khỏe mạnh được vậy là mừng lắm luôn á. Chắc cỡ 100 tuổi hả? Rồi. Không chua không nha. Không chua. Ngon. Hồi này nó giống thời thái không chua nữa kìa. Gọt cho nổi miếng nữa nha. Thôi tao không ăn nữa. Ăn không? Không. Hả? Ôi chua, tao không ăn nữa. Sao mình ăn hết? Ăn đi, tao không ăn. Miếng nó đi. Ăn cho nó tụt máu rồi chứ. Ăn không gọt rồi. Không gọt vỏ, để vỏ. Có vỏ nó ăn, có vỏ nó ăn nó mới bỏ đóng không chua đó. Tháng nào Phương vừa cũng về quê chơi quý vị vậy, về quê thăm bà nội, thăm bà ngoại, thăm ba mẹ. Cứ về quê là ăn uống thoải mái lắm, vui vui. Miếng nó đi. Ăn đây tao không ăn nữa. Miếng đi. Nè. Mắc cỡ. Có giỏi không chua? Mấy ông ăn hả? Chụp hình vậy nha. Chụp hình con á, chụp hình nội á. Con xoài này con giòn mắc lắm á. Chụp hình anh hai mẹ ăn xài. Nội ăn á. Ở dưới quê cũng vừa làm thời điểm này là mọi người đang chuẩn bị hôm qua nó cũng hái tay. Ai hái rồi? Vô ăn. Dạ hái hả? Mọi người đang chuẩn bị làm kiểng nha quý vị dạ. Mùa này là chuẩn bị cho kiểng vô chậu rồi săn sóc rồi gần để cho nó tốt rồi gần Tết khoảng nửa tháng trước Tết thì ta sẽ lặt bông để chở lên Sài Gòn bán. Thu nhập của người dân ở đây là dựa vô cái Tết. Tại làm một năm Tết mới bán được. Mà Tết bán không được là coi như năm đó thất thu. Thôi sạch. Thôi ớt nó cay. Con thiệp nó cay ghê. Dạ, ăn ớt cay sạch. Ớt cay. Cay. Bầm ăn với cá kho. Cá chiên chắc ngon. Ăn nửa trái thôi.
Bữa giờ nội có đi bắt hến không? Ăn chay rồi gì ăn cơm mới ngon. Hả? Sốt ruột ăn cơm ngon. Bữa giờ có xuống sông bắt hến không? Hả? Ừ? Bữa giờ có xuống sông bắt hến không? Vậy? Bữa giờ có xuống sông bắt hến không? Ừ. Sao hả? Chưa con nội đi xuống sông bắt hến. Thôi. Giờ cảm tao xuống mà ở mắc kẹt ở dưới vậy. Hồi đó, 2 năm trước còn đi mà. 2 năm trước còn xuống dưới bắt mà. Rồi tao nó nhứt hai đầu gối. Ừ. Mày gửi cho chị hai chai dầu. Tao sức hai cái đầu gối tao nè, chứ cái chữ dài. Nè, qua con đem về. Còn nửa chai nữa là hết rồi. Qua con đem về nhóc cho lát đem lên cho. Tối về tối không có đem lên. Lát con đem lên. Sức thì nó đỡ, không sức thì nó nhứt. Ừ. Ở sức quá nhau đi ghiền á. Còn không hết cho đó là ta xích dầu kia. Có dầu, rồi, có dưới kìa. Dầu đúng thật quá. Mấy cảm ơn các anh chị, cô chú, các bạn ở trong ngoài nước gửi dầu luôn. Dầu hợp sức hào quá à. Coi clip của Phương Dừa thấy bà nội Phương Dừa bị nhứt, mọi người gửi dầu về cho Phương Dừa để gửi về bà nội. Bữa nay Phương Dừa về, Phương Dừa đem về cho nội với bà ngoại. Ở đây đặng tiệm đó hỏi mua không có. Không có thứ dầu chai bự á. Cái đó là bừng chai nhỏ nhỏ không à. Chai đó nước, ở nước ngoài rồi bán nào. Chứ mình đem mua cũng không biết mua sao nữa. Đó giờ con cũng đâu xài đâu giờ. Mới đây mấy anh chị cô bác gửi về xài chứ con cũng đâu có cái hai cái giò với cái dai. Sức bao nhiêu dầu cũng hết à. Không có dầu đó tao mua kia, tao mua hai ba chai. Sức vài bữa cũng hết. Ủa. Già mà. Hả nó nhất chừng nào tao sức không. Sức không có lỡ luôn á. Chết thôi. Chua quá ăn nổi. Để lát vô ăn cơm ha. Để nó bằm bằm ăn với cá kho ngon. Thấy nào. Ha. Thôi giờ bà cháu mình đi vô kiếm cơm ăn đi. Ăn xoài sốt ruột giờ đi vô kiếm cơm ăn nha quý vị dạ. Lâu lâu về dưới quê thăm nội quay clip thông báo là quý vị khán giả là nội đã khỏe rồi, đã đỡ hơn rồi để quý vị khán giả cũng mừng. Tại vì nhiều quý khán giả cũng yêu quý bà nội của Phương Dừa lắm, cũng thấy bà cũng lớn tuổi rồi mà cũng còn khỏe, cũng vui vẻ nên Phương Dừa mỗi lần về quê Phương Dừa hay quay clip lại để giới thiệu đến quý khán giả mà bữa nay không có chọc bà nội nữa. Hả tự buồn buồn cái tao lết xuống với cha mà ấy nằm dưới chơi đã trời chiều tưa gì à. Ừ. Nay buồn nữa không? Ừ? Nay còn buồn nữa không? Lát con khiên nại, con khiên nội thả xong mày nha. Xuống dưới nằm chơi chứ có lợi là mẫn gì. Lát con khiên nội thả xong nha. Ừ. Ha. Ừ. Ok không? Lát con khiên nội thả xuống xong cho vui. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha, hẹn gặp lại quý vị. Chào khán giả nè. Chào tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye mọi người ạ. À.